Chào mừng Mai, chiếc chè bông, xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây chính là mặt hoa của Cúc Thọ Hương. À, cái lô này thì phải nói là cây nó không cao, tuy nhiên là bên vườn mai nhà em là ghép trong cái một bộ đế rất là đẹp cả nhà. À đây, đầu tiên sẽ là hình con thú nha. Và năm nay con thú này nó có cái đuôi luôn đó cả nhà. À, bông rất là đẹp. À, chiều cao thì nó không có cao. Lô này thì em đã bấm đọt để nhảy nhánh hết. Là một cái kiểu rất là đẹp luôn. Đây là thú nè. À, vừa có thú vừa có bí luôn nha. Đây có bí nữa nè, có rễ quái nữa nè cả nhà. Đây đó, lô này đế bao đẹp nha, giá là 100k một cây nha cả nhà. Ba cây thì bên em bao ship nè. Ồ, có cây có hoa luôn, rất là đẹp rồi, nhìn rất là dễ thương đúng không. Giá là 100k một cây nha, ba cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta nha cả nhà. Ai thích hàng Thọ Hương mini nhỏ đế đẹp như thế này thì alo cho chị nhé.